một khung cảnh thật yên bình với cánh đồng cỏ xanh mướt. Vừa thưởng thức bữa ăn, vừa bay bổng trên nền nhạc giao hưởng du dương. Sau một ngày mệt nhọc, massage là biện pháp tốt nhất xua tan căng thẳng, giảm đau nhức xương khớp, giảm mệt mỏi cơ bắp vô cùng hiệu quả. Uống bia trong những ngày nóng giúp giải nhiệt, kích thích vị giác, đồng thời giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Có lẽ các bạn đang nghĩ về cuộc sống của một ai đó. Tuy nhiên, đó là một trong những chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng một loài động vật, cụ thể hơn là một loại bò trên thế giới. Chào mừng các bạn tiếp tục đồng hành cùng vẻ đẹp cuộc sống. Hôm nay, hân hạnh được giới thiệu với các bạn về loài bò mà thịt của chúng hảo hạng nhất, đắt nhất thế giới, bò Kobe Nhật Bản. Phần 1. Bò Kobe, nguồn gốc xuất xứ. Thịt bò Kobe là một loại thịt bò, được lấy giống từ bò Tajima đen. Chúng được nuôi tại thành phố Kobe, thủ phủ của tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Nơi đây cũng được xem như vùng Champagne ở Pháp, thủ phủ rượu sâm phanh chứ danh, hay vùng Parma ở Ý, thủ phủ thịt giăm bông nổi tiếng. Có hai loại thịt bò mà chúng ta thường nghe đến xuất xứ từ Nhật Bản. Đó là thịt bò Wagyu và thịt bò Kobe. Đôi khi gây nhầm lẫn, hãy dành ra chút thời gian để tìm hiểu nhé. Trong tiếng Nhật, wa có nghĩa là phong cách Nhật Bản. Còn gyu để chỉ con bò, hay gia súc nói chung. Vậy nên Wagyu theo tiếng Nhật có nghĩa là bò phong cách Nhật Bản. Bò Wagyu bao gồm 4 giống bò sau đây. Giống bò lông đen Nhật, Tajima. Giống bò lông đỏ, đỏ nâu Nhật. Giống bò cụt sừng Nhật. Giống bò sừng ngắn Nhật. Tuy nhiên, bò Kobe chỉ là giống bò lông đen Tajima. Như vậy, tất cả bò Kobe là bò Wagyu, nhưng không phải tất cả bò Wagyu đều là bò Kobe. Chỉ cần bò là một trong 4 giống trên, và được nuôi theo cách Nhật Bản thì đều được gọi là Wagyu. Ở các nước như Úc, Mỹ, bò nuôi theo cách của Nhật Bản với giống chất lượng vẫn được gọi là Wagyu nhưng kèm thêm tên nước sản xuất như Wagyu Mỹ, Wagyu Úc. Thịt bò Kobe là giống bò đen Tajima thuần chủng 100%, bắt buộc bò phải được nuôi tại thành phố Kobe, Nhật Bản. Chúng phải được nuôi theo quy trình chuẩn của Hiệp hội Xúc tiến Tiếp thị và Phân phối thịt bò Kobe. Đó phải là những con bò được đã thiến. Phần 2. Tại sao bò Kobe là loại thịt đắt đỏ nhất trên thế giới? Thứ nhất, thịt bò Kobe có sản lượng khan hiếm. Nhắc đến bò Kobe, người ta thường tưởng tượng ra những cánh đồng xanh mướt với những con bò đen đang ăn cỏ trên nền nhạc giao hưởng du dương. Không chỉ xuất hiện trong poster quảng cáo, những con bò Tajima thuần chủng được nuôi dưỡng tại Kobe tỉnh Hyogo thực sự đang sống trong môi trường chăm sóc đặc biệt như vậy. Dù ngày nay đã trở nên nổi tiếng và được săn đón trên toàn thế giới, nhưng sản lượng bò đạt tiêu chuẩn bò Kobe mỗi năm chỉ đạt khoảng 3.000 con. Điều này có nghĩa là, ngay cả người Nhật Bản muốn đặt mua cũng phải mất hàng tháng trời chờ đợi. Tại tỉnh Hyogo, trong 5.500 con bò được nuôi dưỡng hàng năm, chỉ có khoảng 1.500 con được giết thịt để cung cấp ra thị trường mỗi năm. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày trên toàn thế giới chỉ có khoảng 3 con bò Kobe được giết thịt, tương đương 1,2 tấn thịt cung ứng trên toàn cầu. Thứ hai, bò Kobe được đầu tư về chế độ dinh dưỡng và quy trình chăm sóc. Lý do mà thịt bò Kobe có số lượng hạn chế là do chúng được nuôi dưỡng và chăm sóc một cách đặc biệt. Bò Kobe được nuôi dưới hình thức chăn thả tự nhiên xung quanh khu vực chuồng trại. Trong giai đoạn vỗ béo, mỗi trang trại tuân theo tiêu chuẩn, chỉ được phép nuôi từ 10 đến 15 con bò và vài ba con bê để đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hàng ngày. Trong giai đoạn vỗ béo này, các con bò được tắm bằng nước ấm cùng với dịch vụ massage hàng ngày. Thời lượng massage phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng, cũng như lượng mỡ trong cơ thể của chúng. Yêu cầu quan trọng đối với người nuôi bò Kobe là phải đảm bảo việc phân bố đồng đều giữa lượng mỡ và thịt của bò, trong đó lượng mỡ chiếm khoảng 35%. Trong giai đoạn này, dù là giai đoạn vỗ béo bò, người nuôi không được phép để cho bò tăng quá 0,6kg một ngày. Tương tự như vậy, các con bê con chỉ cai sữa khi đạt 8 đến 10 tháng tuổi. Sau đó được chuyển đến các trang trại để bắt đầu quá trình vỗ béo bằng phương pháp chăn thả tự nhiên với sự kiểm soát. Lượng thức ăn ban đầu của chúng
bao gồm thức ăn thô, thức ăn gia súc, chẳng hạn như cỏ tươi xanh, cỏ ủ chua, rơm, và phế phẩm từ các nhà máy đóng hộp. Thông thường, khoảng 60% số con bê con sẽ phát triển khỏe mạnh và cân nặng của chúng được hạn chế không vượt quá 280kg một con trong vòng 10 tháng đầu đời. Vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C, các con bò thường bỏ ăn do thời tiết quá nóng. Khi đó, người nuôi sẽ cho bò uống bia để kích thích vị giác của chúng, đồng thời giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Bò Kobe luôn được gắn với chip, đóng dấu tai để dễ dàng theo dõi vị trí và tình trạng sức khỏe. Mỗi con bò có giấy khai sinh riêng để đảm bảo nguồn gốc thuần chủng của bò mẹ cũng như ba đời tổ tiên của con bò. Trải qua 18 đến 19 tháng nuôi, những con bò có tuổi thọ khoảng 3 năm sẽ đạt tiêu chuẩn lấy thịt. Thịt được kiểm soát, đóng dấu bởi các cơ quan chuyên trách Nhật Bản, trong đó có đơn vị chuyên quảng bá thịt bò Kobe. Những con bò đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được bán đấu giá. Thứ ba, thịt bò Kobe có chất lượng xuất sắc. Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc bò Kobe dù có cầu kỳ đến đâu, cũng sẽ không thể thu hút những người sành ẩm thực trên toàn cầu, nếu hương vị thịt bò không độc đáo. Tuy nhiên, những ai đã có dịp thưởng thức thịt bò Kobe chính hiệu, sẽ không bao giờ quên được vị ngon tuyệt vời của nó. Với tỷ lệ mỡ tràn đều trên từng thớ thịt, khi thưởng thức thịt bò Kobe, thực khách sẽ không cảm thấy bị ngấy, mà còn cảm nhận được sự kích thích vị giác, vì vị béo vừa phải. Thịt bò Kobe Nhật có hương vị mềm, thơm mùi bơ và tan chảy trong miệng khi thưởng thức. Đây là điều khác biệt so với bất cứ loại thịt bò nào. Video này với hy vọng giúp bạn hiểu biết về loài bò nghe nhạc cổ điển, được massage, uống bia Kobe. Hãy tiếp tục đồng hành cùng vẻ đẹp cuộc sống. Để khám phá thêm nhiều điều thú vị về thế giới quanh ta, hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.